Audio Jump. Yo, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Cuộc Sống Số. Thì tiếp tục với series mua hàng trên mạng, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một quyển sách rất là hay mà mình mua được trên Tiki. Đó là quyển sách Đắc Nhân Tâm. Quyển sách này có cái lượt mà gọi là tái bản rất là nhiều và rất là nhiều người mua, mặc dù quyển sách này nó ra rất là lâu rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem thử nha. Và giá của quyển sách này là 49.000, tính ra 50.000 đi, 50.000, và nó giao rất là nhanh luôn. Tiki này nó giao đúng bá đạo luôn. Mình ở Tiền Giang nha, các bạn thấy không? Và nó giao ở tầm 1-2 ngày là tới giao rất là nhanh luôn. Mình mới đặt mấy bữa là nó có rồi. Còn cái thằng Lazada giao ship rất là mắc mà giao rất là lâu. Thằng Lazada là cái thằng mà giao lâu nhất. Tới là Shopee nó giao cũng khá nhanh. Nhanh nhất là vẫn là Tiki. Giá của Tiki cũng rất là mềm mà kẹt cái là cái thằng Tiki này nó bán đồ ít hơn hàng kia. Nó bán đồ ít hơn thằng Lazada và thằng Shopee. Mình sẽ khui thử bạn xem nha. Với lại phần là nó chọn cái nhà giao hàng nè, Ninja Van nè, các bạn thấy không? Các bạn nếu mới giao gì có thể chọn hàng của thằng này. Nó giao khá là ổn á. Trước khi giao nó còn nhắn tin cho mình biết là hôm nay giao, thì nó nhắn tin cho mình là hôm nay sẽ có người giao hàng. Rất là tiện. Còn cái thằng kia nó không có nhắn nhiếc gì hết. Nó cứ lại là nó giao thôi, rất là khó để nhận hàng. Còn này nó giao là nó nhắn là trong tích tắc, trong ngày là nó sẽ giao tới thôi, rất là tiện. Ninja Van nha các bạn. Thì ghi khá là kỹ nha, nó lót thêm cái miếng mút này nè. Chúng ta sẽ có một tờ giấy gồm thông tin thanh toán và địa chỉ giao hàng. Ok. Đây, mình sẽ tăng tầm của chúng ta. Sách khá là dày á. Darren Canary. Đó, quyển sách Đắc Nhân Tâm. Đây nó có tựa tiếng Anh nữa, và trên là tiếng Việt, chữ nên nổi nha. Sách bán nhiều nhất trên thế giới. Cái quyển sách này ở cái phần trên nó bị cái này là nó bị chóc một chút xíu nè, thấy không? Các bạn thấy không? Giá gốc của cái bản này là 58 năm. Quyển này thì có khoảng là mười mấy nè, 327 trang. Chất lượng chữ rất là đẹp luôn á, rất đẹp và gõ cái đọc không có bị hư mắt đâu. Giấy thì giấy nó vàng nè, giấy nó hơi vàng vàng đó, và chữ cực kỳ là rõ nét luôn. Chung là các bạn nếu ở xa như mình á, ở Tiền Giang hay là ở chỗ nào nó không có nhà sách, hoặc là cái nhà sách của bạn không có bán những cái loại sách như thế này á, thì cái phương án mà mua hàng online trên Tiki á, hoặc là những cái trang khác á, thì nó rất là tiện. Đó, thì nó bằng giá, có khi nó rẻ hơn ở một số thời điểm, hoặc là nó mắc hơn thì nó mắc hơn không có nhiều. Các bạn tốn tiền sang, các bạn đi chỗ khác mua cũng vậy thôi. Nên mua hàng online là một sự lựa chọn rất là ok. Và nếu các bạn nào có quan tâm đến quyển sách này và muốn mua nó, thì mình có để link ở phần mô tả của video. Các bạn thấy link vào đó xem, tham khảo và quyết định có nên mua hay không nha. Thì ngoài cái link này là link mua hàng, thì các bạn có thể kéo vào xuống ở dưới đây để các bạn xem cái phần giới thiệu sách của nó, xem cái quyển sách này nó hay như thế nào nếu các bạn chưa từng nghe tới quyển sách này. Và mình nghĩ đối với các bạn mà gọi là fan đọc sách đó, thì ít nhiều thì các bạn cũng đã biết tới cái quyển sách này. Đây là một quyển sách rất là hay,
và rất là đáng đọc. Và nếu là các bạn là fan sách thì mình nghĩ nên đây là một quyển sách không nên bỏ qua. Phải nói là như vậy. Thì nó rất là hay. Và đó là lý do vì sao mà cái quyển sách này nó lại là quyển sách bán chạy nhất. Ok, vậy là phần mở hộp sách Đắc Nhân Tâm và mua được trên Tiki đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.